Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng hai bên nói riêng tiếp tục được củng cố và phát triển thông qua nhiều hoạt động đối ngoại song phương đa phương. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hợp tác hữu nghị, phát triển kinh tế thương mại, du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc cũng như giữa Lào Cai và Vân Nam. Đặc biệt thông qua các hoạt động giao lưu chính trị, tuyên truyền pháp luật và ký kết nghĩa liên đồn trạm và đồn đồn, cũng như việc khai thông kết nối hoạt động tuần tra song phương, tuần tra liên hợp sau một thời gian dài bị gián đoạn giữa lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam và nước bạn, đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục hội nhập kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Những hình ảnh này được ghi lại tại lễ kết nghĩa liên đồn trạm giữa 8 đồn biên phòng của Bộ đội Biên phòng Lào Cai với 11 đồn trạm công an biên phòng Châu Hồng Hà, Tổng đội Công an biên phòng tỉnh Vân Nam Trung Quốc diễn ra vào cuối năm 2017. Đây là lễ kết nghĩa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa các lực lượng bảo vệ biên giới trên tuyến biên giới Việt Trung, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác đối ngoại của Bộ đội Biên phòng. Lễ kết nghĩa này là điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới giữa đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các trạm kiểm soát biên giới, đồn công an biên phòng của Trung Quốc thêm chặt chẽ và đạt được hiệu quả cao. Là đơn vị duy nhất kết nghĩa với 3 đơn vị quản lý biên giới của nước bạn, gồm trạm kiểm soát công an biên phòng Hà Khẩu, tiểu đoàn bộ đội biên phòng Hà Khẩu và đại đội công an biên phòng Hà Khẩu, thuộc chi đội công an biên phòng Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trong những năm qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai luôn được đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác đối ngoại với nhiều giải pháp và nội dung thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu như phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biên giới, cửa khẩu cho nhân dân khu vực biên giới và hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Đặc biệt cuộc thi tìm hiểu 3 văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu được chính phủ hai nước Việt Nam, Trung Quốc ký kết đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo cán bộ chiến sĩ, lực lượng biên phòng và cư dân hai bên biên giới Việt Trung. Cuộc thi tìm hiểu về 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc, tôi đạt danh hiệu quân nhân xuất sắc trong cuộc thi. Tôi rất là vinh dự, tự hào đã đạt được thành tích đó. Từ thành tích đó tôi sẽ luôn tự bản thân trau dồi kiến thức và sẽ làm một tuyên truyền viên tốt để truyền đạt đến về pháp lý để cho bà con nhân dân hai bên để hiểu về pháp luật của hai nước Việt Nam Trung Quốc. Được tham gia cuộc thi, tôi cảm thấy rất vinh dự và hiểu rõ hơn về mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa các đơn vị bảo vệ biên giới. Mong rằng qua các hoạt động như thế này, những quy định chính sách pháp luật về biên giới của hai nước sẽ được tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới nhân dân hai bên, để việc qua lại, giao lưu, hợp tác làm ăn được thuận lợi và tuân thủ đúng pháp luật. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và trạm kiểm soát công an biên phòng Hà Khẩu cũng là hai đơn vị đầu tiên trên toàn tuyến biên giới Việt Trung thực hiện và duy trì có hiệu quả hai mô hình bầu chọn sứ giả hữu nghị Việt Nam Trung Quốc và đảng viên Đảng Cộng sản xuất sắc. Các danh hiệu này sẽ do nhân dân hai nước trong quá trình xuất nhập cảnh qua biên giới trực tiếp bình chọn dưới hình thức bỏ phiếu. Từ năm 2018 đến nay, hai bên đã thực hiện bình chọn được 26 sứ giả hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc và 6 đảng viên Đảng Cộng sản xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu của lực lượng biên phòng hai bên. Thông qua các hoạt động này đã góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước và xây dựng điểm sáng văn hóa trong thực thi công vụ ở cửa khẩu. Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bản thân tôi luôn trau dồi về kiến thức nghiệp vụ cũng như kiến thức về pháp luật và đặc biệt là về ngoại ngữ, thì để đó được phục vụ cho công tác của mình được tốt hơn. Cái việc mà được bình bầu là sứ giả hữu nghị thì tôi cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì cảm thấy cái sự nỗ lực cố gắng của mình thì cũng đã được sự ghi nhận rất là khách quan của hành khách tham gia xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu. Thì từ cái vinh dự và tự hào đó thì tôi cũng cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành làm sao tất cả mọi nhiệm vụ cho hoàn thành để cho nó xứng đáng với cái danh hiệu mình được nhận. Có thể khẳng định rằng đây là mà hai mình đạt được hiệu quả rất là tốt trong cái thời gian qua. Thứ nhất là nâng cao cái ý thức trách nhiệm, cái tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ sĩ trong thực hiện. Hai nữa là tạo nên một cái phong trào thi đua rất lớn giữa các đồng chí trong trạm để cùng thực hiện xuất sắc cái nhiệm vụ để được bình chọn. Không những như vậy, nó còn gắn bó cái tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng
Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng quản lý biên giới phía bạn. Do vậy đã tạo được sự thông thoáng ở trên cửa khẩu, văn minh lịch sự và tạo điều kiện tốt nhất cho hành khách tham gia xuất nhập cảnh trong thời gian vừa qua. Bên cạnh hoạt động giao lưu chính trị, giao lưu tuyên truyền pháp luật, ký kết nghĩa, liên đồn trạm và đồn đồn hữu nghị, thì lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai và các lực lượng biên giới nước bạn còn duy trì tốt chế độ hội đàm định kỳ, đột xuất, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, thực hiện phối hợp tuần tra song phương, tuần tra liên hợp nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng hai bên biên giới vững chắc, bình yên. Trong đó, hoạt động tuần tra song phương, tuần tra liên hợp là một trong những điểm sáng của công tác đối ngoại biên phòng được Bộ đội Biên phòng Lào Cai triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Tại mỗi đồn, trạm biên phòng, căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, công tác phối hợp tiến hành tuần tra giữa hai bên luôn được thực hiện trên tinh thần đoàn kết, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. Như tại buổi tuần tra song phương, tuần tra liên hợp giữa đồn biên phòng Nậm Chảy, Bộ đội Biên phòng Lào Cai cùng trạm hội ngộ hội đàm Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam Trung Quốc này, hai đơn vị đã thống nhất tổ chức tuần tra từ cột mốc số 125 đến cột mốc số 127 với quãng đường khoảng 5 km. Tại cột mốc 125, hai bên đã tiến hành các thủ tục, giới thiệu thành viên và phối hợp triển khai các phương án tuần tra, cũng như dự kiến xử lý một số tình huống có thể xảy ra trên đường cơ động và thống nhất tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Trước mỗi đợt tuần tra song phương như thế này, chúng tôi đã phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị rất kỹ càng và chi tiết. Các mục tiêu cụ thể của đợt tuần tra đã được xác định trước một cách rõ ràng và thông báo tới từng thành viên của cả hai bên. Vì vậy, các đợt tuần tra song phương của hai đơn vị luôn đạt hiệu quả cao. Thông qua hoạt động tuần tra, lực lượng biên phòng hai bên không những thắt chặt cái tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mà còn giúp lực lượng bộ đội biên phòng hai bên tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân khu vực hai bên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành các văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc đã được chính phủ hai nước ký kết. Đồng thời, nếu có bất kể vấn đề gì xảy ra trên biên giới trong quá trình tuần tra, đội tuần tra hai bên phát hiện, chúng tôi sẽ tại hiện trường kịp thời trao đổi, xử lý ngay tại cấp cơ sở. Qua đó thì cái công tác phối hợp trong quản lý bảo vệ biên giới hai bên ngày càng được phát triển. Từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị công an và Bộ đội Biên phòng nước bạn tổ chức tuần tra liên hợp, tuần tra song phương trên 30 lần với gần 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tại đây, rất nhiều nội dung, vụ việc đã được thực hiện giải quyết có hiệu quả ngay trong quá trình tuần tra. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Cái hoạt động công tác đối ngoại biên phòng của Bộ đội Biên phòng Lào Cai trong những năm qua thì đã thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng cũng như cái chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng về thực hiện công tác đối ngoại biên phòng. Qua cái công tác đối ngoại biên phòng trong những năm qua thì nó đã đạt được một số cái hiệu quả, cụ thể đó là tăng thêm cái tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa cái lực lượng quản lý hai bên biên giới, thì đã tuyên truyền cho nhân dân hai bên khu vực biên giới hiểu thêm về những cái văn bản quy định pháp luật về quản lý biên giới và về biên giới quốc gia. Cái thứ ba nữa là thông qua các hoạt động của công tác đối ngoại biên phòng thì góp phần xây dựng cái biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị, ổn định, cũng như là giúp đỡ cho cái ổn định về tình hình an ninh trật tự hai bên biên giới, giúp cho cái phát triển kinh tế xã hội hai bên, đặc biệt là đối với những cái thôn bản và nhân dân ở cái khu vực giáp biên giới. Cái thứ ba đó là thông qua công tác đối ngoại biên phòng tuần tra song phương thì các cái hoạt động vi phạm mà hiệp định về quy chế biên giới trên biên giới là giảm. Cái hai nữa là những vấn đề mà hai bên giải quyết thì đều được giải quyết ở cấp cơ sở, không phải đưa lên đến những cái cấp cao hơn. Cái ba là cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là hoạt động của các cái loại tội phạm trong cái khu vực biên giới, thì thông qua cái hoạt động đối ngoại như tuần tra song phương, tuần tra liên hiệp thì các cái hoạt động này cũng giảm một cách đáng kể, góp phần xây dựng một cái biên giới hòa bình. Thông qua việc thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã tạo được sự tin cậy, nâng cao sự hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa các đồn trạm biên phòng với các lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước, hai địa phương. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị, cùng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị,
thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế xã hội hai bên biên giới. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.